Xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn ở đây. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái thông tin chương trình khóa học Tích Banh chuyên sâu. Thời gian vừa qua thì rất nhiều người bạn đã theo dõi kênh YouTube Sơn PS của tôi, cũng như là follow theo cái khóa học ở trên chuỗi email mà tôi cũng gửi cho bạn mỗi ngày đó. Về cách làm sao đó chúng ta có thể bắt đầu với Affiliate Marketing năm 2019 và kiếm tiền từ Clickbank, đúng không nào? Thì các bạn đã xem những cái video của tôi như vậy, bạn có cảm thấy hào hứng không ạ? Và bạn có mong muốn được rằng mình tạo được cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động tại nhà, và mình có thể kiếm được thêm cho mình những cái nguồn thu nhập thêm nữa đó. Và bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ ngồi ngay tại nhà thôi, nhưng bạn có thể kiếm được một cái khoản thu nhập và kiếm được tiền đô la về trong túi của mình nữa đó. Và bên cạnh đó thì có một cái điều rất tuyệt vời nữa, thì chúng ta có thể bắt đầu công việc này mà chúng ta không cần phải tạo một website, mình cũng không phải vất vả để mình code phức tạp, hay là cũng không có phải là tự đi mò mẫm để bắt đầu từ ban đầu. Mà trong cái chương trình Clickbank chuyên sâu này thì đây là một trong những chương trình mà bạn sẽ phải trả một học phí rất là lớn. Đây là cái điều mà tôi sẽ nói trước cho các bạn biết. Và các bạn hãy tưởng tượng đây giống như một cái nghề vậy đó, mà chúng ta có thể tạo ra một cái nghề này để mình có thể hái được tiền, mình có thể kiếm được tiền và mình làm giàu được với nó, đúng không nào? Thì trong cái công việc này đó, và tôi sẽ giúp cho các bạn làm sao đó trong cái khóa học Clickbank chuyên sâu, thì đây là cái điều mà tôi muốn giúp cho bạn là từng bước một, giống như các bạn đã từng xem video của tôi trên kênh YouTube, đúng không nào? Thì tôi chia sẻ cho các bạn á, giống như cái cách là bạn có thể là vừa xem cái video của tôi và bạn có thể làm theo được những cái điều đó. Và bên cạnh đó thì trong cái chương trình này á, thì nếu như giả sử bạn chưa biết về Internet Marketing, chưa biết về Make Money Online, hay chưa có bao giờ kiếm được tiền trên Internet, không sao cả đâu các bạn, không? Và trong video tôi sẽ cố gắng làm sao đó nó đơn giản nhất có thể, và tôi sẽ tạo được thành những cái bài tập, bài học và từng checklist công việc mà bạn cần phải làm gì mỗi ngày đó. Ngày số 1 làm gì, ngày số 2 làm gì, ngày số 3 làm gì, ngày số 4 làm gì. Trong chương trình này tôi không sợ rằng bạn không ra được kết quả, mà tôi chỉ sợ rằng là bạn không có làm những gì mà tôi chia sẻ mà thôi. Còn nếu như bạn là một người thích làm những công việc theo cái lộ trình checklist có sẵn, thích làm những công việc mà lặp lại, thì cái này nó sẽ rất là phù hợp với bạn. Và bạn có thể tạo được một cái nguồn thu nhập thụ động ở trên Internet, nhưng dĩ nhiên rằng bạn vẫn phải là bỏ ra thời gian ban đầu, đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng đi cái hành trình này với nhau là khoảng 90 ngày. Trong 90 ngày này thì tôi sẽ kèm cặp cho bạn, tôi sẽ giúp đỡ cho các bạn nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn sẽ được tôi hướng dẫn cho bạn từng bước một, từng video bài học một, và bạn chỉ cần là bấm vào dừng video nếu như bạn cảm thấy nó nhanh quá, đúng không nào? Đó thì bạn sẽ nhận được những cái bộ tài liệu, những cái checklist, những cái công cụ mà tôi đang trực tiếp tôi làm. Và thậm chí như vậy tôi sẽ còn add bạn vào trong một group. Trong group này thì cái giá trị của nó rất cao, nếu như mà nói ra phải là từ 1.000 cho tới 2.000 đô, bởi vì bạn không những được học từ tôi, bạn sẽ được gặp gỡ và trao đổi với những học viên đã làm ra có kết quả, đã làm được thành công, và bạn sẽ được đặt ra câu hỏi trực tiếp với cả tôi, và bạn sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ từ những học viên ưu tú đã làm được kết quả và họ đã tạo được thu nhập hàng nghìn đô la thu nhập một tháng. Và có rất là nhiều học viên đang đặt ra một cái mục tiêu để làm sao họ có thể kiếm được 5.000 đô, 10.000 đô và thậm chí là cao hơn như vậy. Có khi nào mà bạn nghĩ được là mình sẽ tạo được một cái nguồn thu nhập lớn như vậy trên Internet chưa nào? Và video này là một cái điều mà tôi sẽ giải đáp cho bạn tất cả những câu hỏi trong thời gian qua mà bạn đang quan tâm về cái khóa học về Clickbank chuyên sâu. Chương trình này không phải là chương trình miễn phí, và bạn sẽ phải đóng một học phí rất là cao. Và trong thời gian tới thì dự kiến của tôi sẽ mở cái chương trình này với học phí là 2.000 đô la, khoảng đâu đó khoảng 46 triệu, và bạn không nghe nhầm đâu. Và đây là cái điều mà tôi sẽ cam kết với bạn, bởi vì trong chương trình này thì tôi sẽ còn dạy cho các bạn đó, và tôi sẽ đảm bảo làm sao đó giúp cho bạn kiếm được 2.000 đô la thu nhập một tháng, không? Và cái điều này tôi có thể cam kết được. Dĩ nhiên rằng là bạn cần phải làm theo bài tập, bài học và đi theo cái chương trình, cái chuỗi huấn luyện mà tôi sẽ đào tạo cho bạn vào trong group, và tôi sẽ gửi cho bạn video, bài học, và kèm theo bên đó là ví dụ như bạn có bất kỳ câu hỏi nào đó thì tôi sẽ hỗ trợ cho bạn trong group. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn qua bạn khi mà bạn nhắn tin cho tôi qua Facebook Messenger hoặc là qua email, thì tôi sẽ là người trực tiếp ở đó và tôi sẽ kèm cặp và giám sát và giúp đỡ cho các bạn đến khi nào bạn làm ra kết quả. Và trong chương trình này thì tôi sẽ bảo hành cho bạn ít nhất 1 năm. Đó, có nghĩa là trong suốt vòng 3 tháng bạn học xong rồi, nhưng nếu như bạn vẫn chưa ra kết quả và bạn vẫn
mong muốn làm sao tạo được cái nguồn thu nhập á, và giống như là 2.000 đô mà tôi đã nói cho các bạn biết á, thì trong suốt một năm đó thì tôi vẫn cùng đồng hành với bạn, tôi vẫn sẽ hỗ trợ các bạn, tôi sẽ giúp cho các bạn khi nào bạn đạt được kết quả này thôi. Trừ khi trong chương trình này đó, bạn là người không làm hoặc là bạn nó bỏ cuộc nó quá sớm mà thôi, và tôi sẽ cùng đồng hành với bạn trong cái chương trình Clickbank chuyên sâu này. Và những học viên của tôi thì họ đều đưa ra được cái sự hài lòng rất là cao khi học chương trình này, và thực sự mà nói rằng cái chương trình này nó dễ tới cái mức mà ai cũng có thể làm được, từ những cái người làm nội trợ, từ những bà mẹ bỉm sữa cũng có thể làm được các bạn. Và thậm chí là các bạn nghĩ rằng à, tôi nếu tôi đổi xa có thể sao, thực sự có rất là nhiều người học viên ở trong cái khóa học này thì họ ở Bắc Ninh, họ ở Cần Thơ, họ ở Hải Phòng, họ ở Hải Dương, thậm chí là có những học viên ở bên Nhật Bản, ở bên Mỹ thì họ vẫn có thể đăng ký chương trình này và học online được các bạn. Và trong chương trình này thì dường như là chúng ta sẽ được học cách làm sao đó để chúng ta tiếp cận được thế giới. Và bạn đừng lo vấn đề về cái việc là mình không biết về tiếng Anh, đúng nào, đây có phải trở ngại của bạn không? Đó, và trước đây tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng à, nếu như bây giờ mình không giỏi tiếng Anh thì mình không thể bắt đầu được, nhưng thực ra tôi cũng không giỏi tiếng Anh đâu các bạn, và tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái kỹ năng làm sao đó thì mình có thể là giao tiếp được với người nước ngoài, mình có thể đọc được những cái văn bản và mình có thể kiếm được tiền từ trên Clickbank ngay cả khi mà các bạn không cần phải biết về tiếng Anh, và tôi cũng giống như các bạn vậy thôi, được chưa? Và trong cái chương trình này thì thực sự tổng kết lại và tất cả mọi thứ đều là từng bước một để giúp cho các bạn có thể bắt đầu được. Và chương trình này nó sẽ không dành cho những người nào không có đủ điều kiện tài chính để đi học. Bạn nó sẽ không được đi vay, đi mượn những bạn bè của mình để đi học chương trình này đâu nha. Và nếu như tôi biết được, nếu như bạn dùng số tiền đóng học mà bạn từ đi vay thì tôi sẽ không cho các bạn vào lớp và tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Và những người bạn nào đủ những cái yếu tố về cái kinh nghiệm, nó chỉ là một phần thôi các bạn, mà tôi rất là cần cái việc là bạn hãy có một cái sự khao khát. Cái khao khát ở đây là bạn sẽ muốn rằng mình thay đổi cuộc sống hiện tại, mình có một cái công việc cái đó để mình nó chuẩn bị cho một cái tương lai tốt đẹp hơn. Những người nào có một cái thái độ học tập thật tốt, học tập và làm việc chăm chỉ và làm việc một cách nghiêm túc, tôi không cần các bạn cần phải full time với nó. Bạn có thể đầu tư 1 giờ, 2 giờ làm việc một ngày, nhưng hãy thực sự nghiêm túc và tập trung với công việc đó và làm nó một cách đều đặn. Và nó sẽ không phải là một cái công việc mà sẽ kiếm được ra tiền ngay. Và bạn nó không phải đầu tư trong cái công việc này. Bạn không cần phải giới thiệu ai, không cần phải bán hàng, không cần phải tiếp xúc với khách hàng lạ, khách hàng mà bạn không có thích, hay là bạn cũng không cần phải quay video. Bạn không cần phải xuất hiện trước ống kính, mà bạn vẫn có thể kiếm được tiền từ Internet. Và trong chương trình này là một chương trình quá tuyệt vời rồi. Và tôi dự định trong cái chương trình này là tôi sẽ bán cái khóa học này trị giá là 2.000 đô la. Và cái điều tôi cam kết rằng là tôi sẽ giúp cho bạn kiếm được 2.000 đô la thu nhập một tháng từ cái công việc là Affiliate Marketing và Clickbank này. Và thực sự mà nói, tôi sẽ chuẩn bị nâng cấp nó lên một cái gói coaching 1-1. Và trong chương trình này tôi sẽ kèm cặp sát 1-1-1-1-1-1 và sẽ giúp cho các bạn nó đi lên cái con đường xa hơn, 5.000 đô, 10.000 đô la thu nhập một tháng. Cái con số này có thể nó lên tới là 200 triệu trên một học viên đăng ký học. Tuy nhiên rằng là tôi có một cái ưu đãi, và đây là cái suất học bổng dành cho một số người thôi. Thì bạn có quan tâm đến cái ưu đãi và suất học bổng này không nào? Và tôi chúc mừng các bạn đã là người coi đến cuối cái video này, bởi vì các bạn là người thực sự quan tâm, bởi vì các bạn là thực sự là những người khao khát và mong muốn quan tâm đến cái chương trình này, nên tôi sẽ nói cho các bạn biết về cái học phí và cái giá ưu đãi, cái suất học bổng tuyệt vời này dành cho bạn. Nào, bạn có thực sự quan tâm nó không nào? Và trong chương trình này thì đây là cái điều mà tôi thực sự tôi cam kết với các bạn, tôi sẽ đồng hành với các bạn ít nhất là 90 ngày và tôi sẽ bảo hành nó trong vòng 1 năm để giúp cho bạn thực sự tôi kèm cặp để cho các bạn ra được kết quả, và bạn sẽ được tham gia vào trong group. Và trong group này thì bạn sẽ được giao lưu với rất là nhiều người học viên và được tôi trực tiếp trả lời tất cả những câu hỏi mà bạn gặp khúc mắc, nếu như bạn gặp vấn đề gì. Thậm chí rằng nếu như bạn muốn tôi demo một cái thị trường ngách nào đó, tôi hoàn toàn có thể demo, tôi chia sẻ cho các bạn cách mà tôi làm, cái thị trường tôi làm, sản phẩm mà tôi bán, cái traffic mà tôi tạo về là gì, tất cả mọi thứ tôi dám share hết cho bạn. Và cái điều này tôi không có giấu một bất kỳ một điều gì hết. Và trong chương trình này thì bạn sẽ không cần phải trả với học phí là 200 triệu đâu. Dĩ nhiên học phí 200 triệu chỉ dành cho những người nào mà mong muốn có được thu nhập khoảng 10.000 đô la một tháng thôi. Và bạn không phải trả con số tiền này. Bạn cũng không cần phải trả số tiền là 2.000 đô, tương đương là 46 triệu. Và dĩ nhiên là cũng không phải là 1.000 đô đâu các bạn. Và dự kiến của tôi là tôi sẽ mở cái chương trình này với giá học phí là 2.000 đô. Tuy nhiên rằng là cái kể từ khi video này tôi bắt đầu ra cho đến khi mà nếu như có khoảng được 20 học viên
đăng ký cái chương trình này vào trong group rồi thì tôi sẽ không còn cái suất học bổng này nữa. Và bởi vì tôi biết được rất là nhiều người trong thời gian qua có email tôi, có gọi điện thoại tôi và inbox cho tôi qua Facebook Messenger và hỏi quan tâm về chương trình này. Tuy nhiên rằng trước giờ thì tôi chưa có giới thiệu chương trình này công khai ở bên ngoài bao giờ. Và tôi sẽ có một cái học phí, cái suất học bổng rất tuyệt vời này dành cho bạn đó. Và nó sẽ thấp hơn là $500. Bạn thấy tuyệt vời không nào? Nhưng nó chỉ duy nhất cho 20 người đầu tiên thôi. Khi mà bạn để lại số điện thoại hoặc là bạn inbox của tôi qua Facebook cá nhân đó, hoặc là bằng cái cách nào đó bạn hãy liên hệ được với tôi. Cái này thì bạn cần phải là người chủ động nha. Tôi sẽ không có đi tìm được tới bạn đâu. Đó thì bạn hãy để lại số điện thoại của tôi chẳng hạn qua cái video này, hoặc là bạn hãy reply tôi qua Facebook Messenger thì tôi sẽ để cho bạn một mức học phí cực kỳ tuyệt vời và chưa có bao giờ có cái chương trình như vậy lần thứ hai đâu. Và khi mà bạn bỏ lỡ cái video này, khi mà bạn bỏ qua suất học bổng này thì khi mà lần tới bạn đăng ký chương trình này chắc chắn cái học phí nó sẽ phải là $2,000, là 46 triệu. Tuy nhiên rằng khi mà bạn coi hết video này tới đây và ngay lập tức inbox của tôi hoặc để lại số điện thoại, và với cái nội dung là để lại số điện thoại, tên và đăng ký Clickbank chuyên sâu thì cái chương trình học phí này sẽ là $297 và tương đương tới giá Việt Nam hiện tại là 6.868.000. Và tôi sẽ xác nhận bạn bằng cái cách bạn đã gửi coi cho tôi qua tài khoản ngân hàng Vietcombank, Techcombank hay bất kỳ ngân hàng nào cũng được. Nhưng khi mà bạn đã gửi cho tôi thì bạn hãy chụp lại cái hóa đơn, bạn đã thanh toán xong rồi thì ngay lập tức tôi sẽ add bạn vào trong group và bạn sẽ được học tập và tôi sẽ gửi cho bạn những cái bài học để bạn có thể bắt đầu được ngay với nó. Còn giả sử đi, nếu như bạn nó chưa có điều kiện về tài chính, ok, không sao cả, tôi vẫn yêu thương các bạn như thường, thì bạn hãy coi những cái video của tôi trên kênh YouTube. Đó, thì nó sẽ giúp cho bạn kiếm được khoảng đâu đó $100, $200 hoặc là $500. Tuy nhiên, chương trình này sẽ phù hợp nếu như bạn muốn upgrade lên, bạn muốn nâng cấp bản thân mình lên, để mình có thể kiếm được thu nhập là trên $2,000 một tháng, thì bạn hãy tham gia vào chương trình này, ok. Và cái mức học phí của chương trình này là 6.868.000. Đó, duy nhất trong ngày hôm nay video này và dành cho 20 người đầu tiên để lại số điện thoại inbox của tôi với cái cú pháp mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái video vừa nãy. Ok, và hãy ngay lập tức hãy inbox tôi và để lại số điện thoại nha. Và tôi nghĩ rằng cái điều này nó sẽ không còn lại quá lâu đâu. Và nếu như bạn bỏ lỡ nó thì chúng ta sẽ còn quay lại với nhau với mức học phí là 46 triệu. Ok, và 6.868.000 ngay hôm nay trong video này để lại số điện thoại. Ok, và cảm ơn các bạn. Sơn PS xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.